Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Đây là điện thoại Poco M6 Pro Android 14 ha. Đây. Đó, Android 14. Video chia sẻ hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách cài đặt xem YouTube trên Android Auto ha. Thì bây giờ em sẽ cắm cái sợi cáp vào để em test cái Android Auto cho anh chị và các bạn thấy. Rồi, Android Auto, bấm Continue. Rồi, thì chưa có ứng dụng nào để xem YouTube ở đây hết ha. Thì video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách cài đặt. Thì để xem được cái YouTube á, trên Android 14 á, thì mình sẽ có cái Magic. Đây. Thì đối với Magic này thì có video hướng dẫn cài đặt rồi. Thì link hướng dẫn root thì em sẽ cung cấp phần mô tả ha. Anh chị và các bạn có thể tham khảo. Thì ở trên đây em đã có thêm một cái sẵn cái là exposit rồi. Thì cách thức như thế nào? Đầu tiên thì anh chị và các bạn sẽ bật cái Android Auto lên. Mình sẽ vào trong mục cài đặt. Kết nối nè. Đây nó sẽ có phần Android Auto. Rồi ha. Đây, sau đó mình sẽ vuốt xuống cái mục dưới cùng. Đó, mình bấm nhiều lần lên đây. Bấm OK. Rồi sau đó mình chọn dấu 3 chấm nè. Rồi Developer Option. Mình chọn chế độ nhà phát triển ha. OK, như vậy là được. Anh chị và các bạn sẽ tải cái ứng dụng ZR Retriever này lên. Đó, ở đây thì mình sẽ vào trong mục cài đặt. Thì ở đây mình sẽ thấy cái Android Auto AA này. Thì link em sẽ để dưới phần mô tả anh chị tải về ha. Sau đó mình sẽ chọn lên, mình giải nén nó ra. Nó có hỏi mật khẩu thì mình sẽ nhập là CSM Fix nha. Đó. Mình bấm OK. Thì nó sẽ giải nén ra. Thì ở trong đây nó sẽ có những cái file để cài đặt Android Auto. Nè, đây nó sẽ có cái mục là exposit 1.9.3 bản mod. Thì mình sẽ mở cái Magic này lên. Mình sẽ trở về trang chủ nè. Việc đầu tiên thì anh chị và các bạn nhớ mình bật cái Jabrix này lên ha. Thì nếu nó đang tắt thì mình bật nó lên vậy là được. Và nhớ reboot lại cho nó áp dụng ha. Sau đó mình qua cái sub module. Mình sẽ chọn lên cái này. Và ở đây thì anh chị chọn lên cái thằng download nè. Tập tin giải nén á. Thì mình sẽ thêm cái này vào. Đó. Thì mình bấm OK. OK để mình thêm thì nó sẽ có giống như vậy ha. Đó. Sau đó mình sẽ khởi động lại. Rồi sau khi khởi động lại rồi thì anh chị và các bạn sẽ kéo từ trên xuống. Ở đây nó sẽ có cái mục nè. Là exposit. Lock điện. Đó, thì mình nên tạo một cái Relay Setup ha. Rồi. Thì nó chưa có module gì hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại đây. Ở đây mình sẽ cài đặt cái Firmware Auto luôn. Không cần thông qua cái Kin Installer nữa ha. Cách này sẽ cài trực tiếp luôn. Đây nó hỏi Active nè. Bấm Open nó lên. Rồi cho phép nó hết. Rồi mình sẽ mở cái LS này lên. Thì anh chị và các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái module của Firmata. Thì mình chỉ cần bật lên thôi. Bật lên như vậy thôi ha. Rồi những cái còn lại thì mình cứ cài thoải mái luôn. Không cần quan tâm thông qua cái Kin Installer làm gì nữa hết ha. Rồi, thoát ra, cài luôn cái Catrim cũng được. Rồi, thoát ra luôn. Rồi, bây giờ mình vào cái Android Auto. Nó sẽ có cái mục Custom Launcher nè. Đó. Ở đây thì nó chưa có gì hết ha. Chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ khởi động lại bằng cách là mình nhấn giữ phím nguồn
Giả phím tăng âm lượng, chọn reboot. Rồi bây giờ mình đợi nó khởi động lại ha. Rồi bây giờ khởi động lại rồi, mình sẽ hiện lên gì rồi mình bấm cancel thôi. À, kết nối được. Rồi đợi một xíu ha. Đây nó, chị và các bạn thấy Formata ở đây. Rồi YouTube. Đây có thể chọn chất lượng nữa ha. Đó, bấm auto. Rồi. Rồi. À, full nè. Đó. Rồi ha. Cast frame. Đây ô tìm kiếm ở đây nè. À, search ở đây. N C S ha. Ok. À, đây ha. Rồi, video hướng dẫn của em đến đây là tạm dừng ha. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hay hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube cho em nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.